Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần. Kính thưa quý vị, ngày nay với những phương pháp làm đẹp rất là hiệu quả cũng như là đang phát triển rất là vượt bậc thì những khuyết điểm trên cơ thể chúng ta không còn là nỗi ám ảnh hoặc là để lo lắng quá nhiều. Và có những khuyết điểm mà chúng ta cứ nghĩ là phải sống chung với nó trọn đời thì hiện nay đã có những biện pháp có thể can thiệp trả lại cho quý vị những nét đẹp tự tin. Và trước khi bắt đầu vào chương trình trao đổi với bác sĩ có chuyên môn thì chúng ta hãy cùng xem nhân vật của chúng ta đang gặp phải vấn đề gì quý vị nhé. Trời ơi, mỏi cái lưng quá trời quá đất đi. Lẽ ra là mình phải có con dâu, có lý đâu giờ này từng tuổi này mà phải còng lưng quét dọn. Mẹ, sao sáng sớm mẹ ngồi mẹ nhăn nhó sao dữ vậy? Con đó, ngồi yên đó cho mẹ phỏng vấn con nè. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi trốn? 30 nồi bánh chưng rồi. Còn mẹ cũng đã hơn 50 nồi bánh chưng rồi mà vẫn phải ở đây nè, quét dọn lau nhà lau cửa, con thấy mình có khổ không chứ? Thì bây giờ mẹ làm ít ít lại thôi, nghỉ tay nghỉ chân đi cho nó khỏe người. Mấy cô mấy chú ngồi đầu hẻm ngồi nói chuyện vui gần chết, ra ngồi nói chuyện chung với người ta đi cho đỡ mệt. Nếu đơn giản chỉ giải quyết không buồn không khổ là nói thì mẹ đã giải quyết cái chuyện đó từ lâu rồi. Nói là khả năng nổi trội của mẹ mà. Cái vấn đề ở đây là mẹ muốn một người tâm sự chia sẻ vui buồn, chẳng hạn như là một đứa con dâu đó. Thì cho con chút thời gian đi. Mẹ đã cho con 30 nồi bánh chưng rồi, bây giờ con chỉ còn có 1 tháng 2 ngày 6 tiếng đồng hồ nữa là con 31 nồi bánh chưng tròn, nghe chưa? Con phải lấy vợ ngay và luôn cho mẹ. Nói nào ngay là con cũng có bạn gái chứ bộ. Bạn gái hả? Gia cảnh thế nào? Đem về đưa cho mẹ coi đó. Thiệt ra là cô cũng dễ thương lắm, cái gì cũng được hết trơn á. Dạ tốt rồi. Nhưng mà có một cái làm cho cổ cổ ngại chứ. Vậy chứ làm sao? Cổ chỉ bị là cái hàm nó hơi hô, nó đưa ra một chút mà. Thật ra mẹ cũng là con gái, mẹ hiểu. Mẹ đã từng là con gái nên mẹ hiểu. Tức là đối với con gái nhạy cảm về nhan sắc lắm con biết không? Hồi xưa đó chỉ có một cái nốt tàn nhang một sai chỗ thôi mà mẹ đánh mất người yêu quý giá nhất của đời mẹ, cuối cùng mẹ phải lấy ba con. Trời. Tức là sau đó ba con vẫn là người đàn ông quý giá nhất đời cho đến thời điểm này. Hồi xưa mẹ tưởng vậy nhưng mà bây giờ mẹ mới thấy là rất tàn nhang một sai chỗ đó đưa mẹ đến với ba con. Mà mặc cảm lắm con. Hú hồn chi bây giờ là hô cả một hàm. Cái tóm lại là bây giờ vậy nè. Hiểu là bạn gái còn tự ti nhưng không việc gì phải tự ti cả. Tại vì công nghệ thẩm mỹ bây giờ phát triển lắm, chắc chắn sẽ có cách khắc phục thôi. Nhưng mà mình có làm thì cũng phải tìm ghi cái biện pháp nào thiệt sự an toàn mới được chứ bộ, đâu phải giỡn đâu. Thì dĩ nhiên đưa bạn gái con đi, rồi có gì mẹ đi chung. Rồi nếu cần mẹ làm liệu pháp tâm lý nó cho. Chứ mẹ thèm con dâu lắm luôn rồi đó. Mẹ nhớ nha. Ừ. Kính thưa quý vị, khuyết điểm hàm hô là một nỗi lo của rất nhiều người và đặc biệt là hô răng do xương hàm thì càng khó điều chỉnh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên không phải là không có phương pháp. Và ngày hôm nay thì Tường Vi đã mời đến chương trình Đẹp để tự tin tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, giám đốc của Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu hơn về vấn đề này. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào Tường Vi và xin chào quý vị khán giả. Kính thưa bác sĩ, ở trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là cô bạn gái bị một cái vấn đề đó là bị hàm hô, cho nên là mất tự tin lắm. Đến nhà bạn trai ra mắt thôi cũng không dám nữa. Chúng ta có thể tìm hiểu được cái nguyên nhân mà gây ra cái hàm hô này là gì không thưa bác sĩ? Thì cái tình trạng hô của răng hay là hô của hàm răng là cái tình trạng mà cái xương hàm trên nó sẽ phát triển ra phía trước quá nhiều so với xương hàm dưới. Có thể là nguyên nhân do di truyền, do sự bất thường trong cái vấn đề phát triển của xương hàm trên. Và một cái nguyên nhân khác nữa là do mắc phải. Thì trong ở cái giai đoạn phát triển của những cái bệnh nhân còn trẻ, những cháu bé thì những cái tật tuy nhiên là mút tay thì những cái tật đó nó cũng sẽ làm cho cái xương hàm trên nó phát triển ra phía trước và nó đưa cái hàm răng, cái xương ổ răng ra phía trước. Theo em được biết là với những người mà bị hô do răng á, thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là niềng răng. Nhưng mà bây giờ nếu mà hô do hàm thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào ạ? Đối với hàm hô thì chúng ta có thể là phân trường hợp hô do răng là cái xương hàm trên nó phát triển ra phía trước rất là nhiều, trong khi cái xương hàm dưới nó phát triển bình thường. Yeah. Hoặc là xương hàm trên nó phát triển bình thường nhưng mà xương hàm dưới nó kém phát triển hay nó tụt lùi, thì nó cũng tạo ra sự bất cân xứng giữa xương hàm trên và xương hàm dưới. Trường hợp cuối cùng là trường hợp rất là nặng, đó là cái sự hô mà có sự phát triển ra trước cả của xương hàm trên
cả của xương hàm dưới và phát triển ra trước của cả xương hàm và cũng như xương ổ răng. Thì chúng ta thấy như thế này, trường hợp đầu tiên chúng ta thấy là trường hợp có thể là đơn giản là trường hợp hô do răng. Nếu như bệnh nhân đang ở cái lứa tuổi mà từ 6 đến 12 tuổi, chúng ta sử dụng những cái khí cụ chức năng hoặc là khí cụ tháo lắp để chúng ta điều chỉnh cái sự mà bất cân đối đó, ngăn ngừa được cái sự phát triển bất thường của xương hàm. Thì trong trường hợp thứ hai là khi bệnh nhân lớn lên một chút, có nghĩa là trên 12 tuổi, bệnh nhân có cái hàm răng vĩnh viễn, thì trong trường hợp đó chúng ta sử dụng một cái loại khí cụ đặc biệt hơn, chỉnh hình răng. Chúng ta sử dụng mắc cài cố định, có thể bằng kim loại, là bằng một loại thẩm mỹ hơn, là mắc cài bằng sứ, nó trong suốt. Và ngày nay có một cái loại phương pháp nữa, là chúng ta sử dụng cái chỉnh hình răng bằng cái máng trong suốt mà chúng ta thường gọi bằng cái thuật ngữ là Invisalign. Trong những trường hợp đó thì rất là hữu ích cho những cái người bệnh nhân mà hay có đi tiếp xúc với công chúng nhiều. Trong trường hợp cuối cùng thì trường hợp đó rất là nặng, thì chúng ta đi đến một cái biện pháp cuối cùng, đó là biện pháp phẫu thuật. Cái biện pháp phẫu thuật đó thông thường sẽ kết hợp với lại cái chỉnh răng. Và trước đây thì người ta đi làm cái chỉnh hình răng trước, rồi khi đó chúng ta mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng mà bác sĩ ơi, sau khi mà chúng ta phẫu thuật á, thì chúng ta có cần phải có những cái lưu ý hay chăm sóc như thế nào không ạ? Trong cái giai đoạn đầu của phẫu thuật á, thì chúng ta phải ăn thực phẩm rất là mềm và vệ sinh răng miệng rất là cẩn thận. Em nghĩ là sẽ được ăn cháo một thời gian rất dài. Đúng rồi, có thể là như vậy, phải không? Để làm gì? Để cho cái xương hàm nó không có sự tác động lực và nó dễ lành thương. Cái thứ hai là mình vệ sinh răng miệng và uống thuốc làm theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa cái tình trạng nhiễm trùng. Và cái khí cụ duy trì này được đeo ít nhất là một năm. Nếu như mà 2 năm là càng tốt, hoặc 3 năm là càng tốt, để cho cái răng nó nằm ở cái vị trí là ổn định. Các anh chị không có chú ý ở cái giai đoạn này, các anh chị bung ra, các anh chị không đeo khí cụ duy trì, thì nó dẫn đến cái tình trạng là tái phát, cái răng nó sẽ thưa trở lại, nó hở trở lại. Thì đó là mình điều trị lại là rất là mất thời gian. Vậy thưa bác sĩ, bây giờ thì có rất là nhiều người đang tìm đến những cái phương pháp mà làm đẹp, đặc biệt là về răng miệng. Tại vì người ta hay nói là cái răng, cái tóc là gốc con người mà. Cho nên là tìm hiểu rất là nhiều. Mà hiện nay thì đôi khi là quảng cáo cũng hay nói quá lên lắm. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ bác sĩ có một cái lời khuyên nào dành cho những khán giả đang có nhu cầu muốn chỉnh sửa về vấn đề răng miệng không ạ? Vì hiện nay đang bùng nổ việc làm đẹp. Yeah. Mà nếu như chúng ta không cẩn thận, không đem lại cái kết quả mà hài lòng, hay là nói một cách khác như là tiền mất tật mang, không ạ? Để nói riêng về vấn đề hàm hô, chúng tôi muốn nhấn mạnh lại một ý á, là có nhiều anh chị là đi mài răng sứ để làm răng sứ. Tôi nghĩ cái đó không phải là một chỉ định đúng về mặt lâu dài. Và hiện nay có rất nhiều thông tin trên phương tiện internet đề nghị là làm mài làm răng sứ để điều chỉnh hô. Tôi nghĩ là đó là một cách không nên khuyến cáo. Bởi vì sao? Khi cái răng nó đã hô, nó chìa ra ngoài quá nhiều, mà chúng ta muốn làm cho hết hô là chúng ta phải mài đưa nó vô, thì chúng ta cũng phải mài nhiều đưa nó vô thì mới hết hô. Càng mài nhiều thì cái mô răng nó còn lại rất là ít, rất là ít. Ngay sau khi chúng ta làm, chúng ta cảm thấy rõ ràng nó có hết hô thật, nó không có đảm bảo về mặt lâu dài, nó không có bền. Tạm thời thôi. Tại vì cái mô răng mình bị mài quá nhiều, cái mô răng còn lại nó quá ít, thì cái răng sứ đó nó sẽ rất dễ bị hư trong tương lai. Tuy nhiên chúng ta có thể làm răng sứ để điều trị hô trong trường hợp một vài răng nó có tình trạng lệch lạc, nó hô ra khỏi cung hàm. Các anh chị phải tìm hiểu thật cẩn thận, phải tìm hiểu một cái cơ sở là có uy tín, có đầy đủ trang thiết bị, cái máy X-quang, mà X-quang con beam CT, X-quang 3 chiều để làm gì? Để chúng ta phải thu thập dữ liệu ban đầu. Thì từ cái phần mềm phân tích đó, chúng ta phải xác định trường hợp này là trường hợp là chỉ hô do răng thôi hay là hô do xương. Và cái điều cuối cùng, ai là người quyết định? Phương tiện có phải là người quyết định không? Xin thưa, đến thời điểm này phương tiện không phải là người quyết định. Chính là người bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha, chuyên khoa chỉnh răng mới là người quyết định. Và thật sự là một người bác sĩ chuyên khoa chỉnh răng mới là một người quyết định cái kế hoạch điều trị đúng và tiến hành những cái bước điều trị đúng. Những lưu ý khi điều trị hàm hô, nên đến những bệnh viện đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật hàm hô đáp ứng những yếu tố sau. Có đội ngũ bác sĩ giỏi được đào tạo chuyên sâu và dày dặn kinh nghiệm trong phẫu thuật hàm hô. Trang thiết bị, máy móc y khoa hiện đại, yếu tố vô trùng luôn được đảm bảo, tránh va chạm mạnh vùng mặt, băng ép vùng hàm vừa phẫu thuật, uống thuốc kháng sinh, chống viêm và thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Kiêng những món ăn gây đau nhất, nên ăn những thức ăn mềm. Cũng xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Đẹp để tự tin để giúp cho các bạn khán giả có thể hiểu thêm về phương pháp này và có cách điều trị thật phù hợp. Vâng, xin cảm ơn Tường Vy rất nhiều và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Và bây giờ thì chương trình Đẹp để tự tin xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.